Chào các bạn trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách khắc phục cái lỗi của máy giặt nước nó xuống chậm, máy giặt lâu đó. Thì các bạn mở cái vòi mà cái đường nước vô đó, tùy theo cái loại máy giặt mà người ta thiết kế cái ống bên hông hoặc là ở trên, các bạn lấy cái lưới ra, cái lưới lọc phèn, lọc bụi ra đó, đây nè, lưới mình tháo ra đây, quá trời phèn. Thông thường thì giặt có nửa tiếng đồng hồ, bây giờ nó đóng cái phèn này giặt có khi một tiếng, tiếng mấy đồng hồ mới xong đó. Thì sau khi lấy cái dĩ mà lọc cái lưới lọc rồi thì các bạn lấy bằng chải vệ sinh nha, vệ sinh cái lưới xong rồi các bạn vệ sinh cái đường ống luôn, vệ sinh cái chỗ mà để nhét cái lưới đó. Phèn nó đóng trong đó rất là nhiều. Mình là sẽ lấy nét cho các bạn xem luôn, phèn quá trời luôn. Thì các bạn lấy cái bàn chải đánh răng đó, các bạn chà cho nó sạch, nó sạch cái đường ống nó đi đó. Hoặc là các bạn lấy nước xịt, nhưng mà khi xịt thì các bạn lưu ý đừng có xịt lên ngay chỗ cái mạch nha, nó sẽ chạm, nó hư cái máy giặt của chúng ta. Thì thông thường là các bạn xài ở khu nước phèn là các bạn vệ sinh một tuần một lần hoặc là hai tuần trên một lần, nó rất là bẩn đó. Mình vệ sinh nó sạch rồi thì mình lấy dẻ lau nha đó. Thì cái lưới hồi nãy mình tháo ra rồi, mình vệ sinh nó bên ngoài rồi, mình lấy bằng chải mình chà sạch rồi. Bây giờ các bạn chỉ cần là ráp lại thôi. Thì video của mình chia sẻ cho các bạn nhanh, ngắn gọn và đơn giản. Chúc các bạn thành công.